Ngày xưa tao còn nói đi. Còn Dương không để ý anh, mày để anh. Mày thấy chưa, tao có nói điêu không? Ai xả đấy? Trường đây có kết nối không? Lắp trong phòng tắm cho người ta đấy. Không kết nối, không cần biết, nhưng mà nó là cái camera. Mình không biết là nó kết nối không, tại vì có biểu hiện là từ đây chẳng kết nối. Đây đầu hung lắm. Tiếp ra camera, xong mình làm cái đường thông lên mạng. Đây là camera X-Men này. Cái này rất là bền cho tóc và lông. Chủ nhà mất dạy lắp camera.